Cái việc mà ấy đúng lời là việc bọn em. Tức là bây giờ cái bài này hiện nay đang có một cái tình hình là bọn em hát từ đầu đến cuối hệt như nhau. Nó không có một cái đoạn nào khác biệt cả. Đấy. Bây giờ mới đầu cái đoạn đầu nó là như nào nào. Ta da 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 đi đi da, đúng không? Ta da 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 đi da da thì là cái đoạn nó sẽ là cái đoạn khác, là đoạn này. Ta ta da đi da da. Ta đi da 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 da. Đấy chính là đoạn khác. Sau đó cái đoạn đầu. Nó rất là mềm mại, nó tự nhiên em cứ cảm tưởng như đang nóng nực. Tự nhiên nó có một cái cơn gió rất là thoáng đến. Đúng không? Đang ta da 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 ta ti ta 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 da da ta ta da đi da da. Đấy mà cái phần phối nhạc nó cũng rất là khác ở cái đoạn đấy. Nó chuyển hòa thanh này. Sau đó nó không có riff nhiều như là đoạn đầu nữa này. Đúng không? Thì mình phải đấy. Rất quan trọng là bọn em phải nghe phần phối để mà hát cho nó hợp. Đấy, tại vì cái người phối ấy, người ta nghiên cứu rất là kỹ cái phần giai điệu để người ta phối làm sao cho nó hợp rồi. Thì mình phải hát làm sao cho nó hợp cái bản phối nữa. Chứ lúc đấy không phải là bản phối lại chạy theo bọn em tiếp một lần nữa, mà bọn em phải chạy theo bản phối. Đúng không? Bọn em phải theo bản phối. Đấy, xong rồi đến cái đoạn sau đoạn đấy là đến đoạn gì nhỉ? Chắc tôi bắt mai lên tiếp tục. Đấy thì lúc đấy lại phải máu lên, lúc đấy là trống lại bắt đầu gùi vào cho vào cả một cái dàn ấy rồi. Tiết tấu rồi. Đúng không? Ta ta ti da 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 da, đấy cái đoạn đấy là phải khác hẳn. Phải rất là mềm mại, rất là hát nó bay lên. Thì nó mới khác được cả bài, còn không là bây giờ là cả bài từ đầu đến cuối là hệt như nhau.